còn các bác nào mà lấy tem X0 á là 1,9 triệu nha. Đấy, thường thường các bác có nhiều bác lấy tem X0 như thế này này. Đấy, 1,9 triệu bao ship nha các bác. Nhưng em vẫn gửi kèm cho các bác một cái dây này. Cái dây này em không có bán nha. Em có không có yêu cầu và muốn các bác là sử dụng cái dây này. Cái dây này cho thôi. Đấy. Không có bán. Tại vì dây là dây thị trường, các bác xài 3 4 ngày hát vài lần là nó hư à. Đấy. Nên em các bác hãy tính cái đường phía sau, đừng có nghĩ là có cái dây này hát được, nhưng mà nó hành lắm. Nó hành chúng ta thứ nhất là kém rút, là có khi là rụt rẹt, là cháy lo chép chúng ta là mất tiền này. Thứ hai này, các bác hát nó hay bị cái đầu này, 3 4 bữa lách vác là nó gãy cái đầu này. Tại vì nó sao, cái loại nó là loại nhôm mà 30% đồng, mà còn 70% nhôm rồi. Tại vì một bộ như thế này có 30.000 rồi các bác, nó bán ở ngoài chợ đây. Nên các bác mình phải mua hàng mình để ý một tí, chứ không phải có nhiều chỗ nó bán dài đấy, 1,9 triệu 2 triệu đó. Sao mua cho rỉ. Nhưng em không có bán điều đó, em không có bán kiểu dài nha. Thà em bán cái dây xịn kia đấy. Cái dây này là trị giá em đang bán là dây xịn nha các bác, dây xịn sò luôn á, neck rig đu trích luôn. Dây này thì các bác xài thiên thu luôn, bao các bác xài mãi mãi luôn, đời nó hư trừ khi các bác lấy ké bác két thôi. Tại nó là dây xịn, nó đồng nguyên chất nha, và độ nhẹ cũng như độ chống nhiễu của nó các bác kém vào vang, rút ra rút vô không có một tiếng gì luôn. Đó là cái hay của dòng dây xịn. Và thứ hai, những cái đầu rắc này không bao giờ mà bị lệch sạc hay là như những cái dòng dây này đâu. Nên em chỉ bán dây xịn cho các bác thôi, thà nó đắt một tí nha, các bác về xài nó thoải mái này. Đấy, không bị lỗi hay là không bị gây khó chịu cho người dùng. Đấy, để đại loại mà các bác đang hát mà cứ lúc có lúc không này, đúng không các bác? Rất là nhiều các bác sử dụng dây này này. Nếu mà các bác đang xem là các bác chỉ đã có sử dụng mic dây này, nhưng người ta bán cái mic thì ngon, nhưng mà người ta lại kìm cho cái dây quá dở cho chúng ta, gây hát quá tệ. Và đối với em Chiến là em chỉ bán cái gì nó chất lượng, khi các bác xài thì nó thoải mái thôi. Thấy dây xịn là 2,3 triệu, còn các bác nào lấy cái tai mic không là 1,9 triệu. Em vẫn cho các bác cái này, như cái này em không khuyến khích cho các bác xài nha, thà bỏ đi thêm vài trăm mua cái dây xịn xài cho nó sướng. Thứ nhất là nó sướng, và thứ hai nó thoải mái chúng ta nữa. Dây này em bán lý là 500.000 một bộ nha các bác, dây jack nutric dây xịn nha, 6 mét nha, 6 mét 500.000 một bộ. Và đây là dây AV này, một bộ AV 3 mét rưỡi này các bác. Nếu các bác nào mà chơi sấp á, bộ dây AV Nhật nha, Nhật xịn luôn nha, 3 mét rưỡi một bộ, 3 mét rưỡi này AV các bác. Kém sấp hoặc là các bác nào có bộ vàng nó xa thì chúng ta có thể sử dụng bộ này, cũng giá là 500.000 một bộ nha. Dây AV bông sen 3 mét rưỡi nha các bác. Rồi, đây là mic xua. Đối với những bộ mic không dây này các bác, không dây thì bên em có SM58. SM58 thì giá là 8 triệu, đã bao gồm phụ kiện và một bộ pin sạc cho các bác nha. Các bác lưu ý em tặng một bộ pin sạc nha, đợt này có pin sạc về rồi nha. SM58 đầu thu là ULXB4, 8 triệu một bộ, nghĩa là một tay nha các bác. Một bộ này này, bao gồm phụ kiện như là râu và phụ kiện kèm theo là có một bộ pin sạc. Và các bác lấy những dòng Beta 87A, 87C thì giá 11 triệu 500 ngàn nha. 11 triệu 500 ngàn. 87A này, đấy. 87C là đời sau này. C, A đồng giá nha các bác, tại vì nó cấu hình như nhau thôi. 87C và 87A đều đồng giá 11 triệu 500 ngàn. Hàng tuyến đẹp hết cho các bác nha, những con này hàng Mỹ hết. Và mic lại bên chỉ phân phối mic Mỹ thôi các bác. Mic Mỹ rất là đẳng cấp nha các bác. Thì đây các bác nếu đã xem kênh này giới thiệu những cái con mic này rồi. Những con mic này mic Mỹ nồi nha các bác. Soundtrack Audio Pro. Mời các bác xem. Nó là tai mic là nhôm CNC nguyên khối nha các bác, chứ không phải là bằng nhựa nha. Cái tai em đang cầm là bằng nhôm nguyên khối đó. Giá là 2 triệu 3 một bộ, bao gồm dây jack 6 mét dây xịn. Các bác về chỉ việc kém xài thôi. Một tay hơi lâu nha. Các bác thấy đầu đầu thu nó phê chưa? Nhìn cái đầu thu hàng xịn nó sẽ khác rất nhiều, nó nhỏ nó gọn và nó có sự tinh tế. Các bác thấy một cái phía phía vàng không? Đấy. Các bác thấy chưa? Soundtrack Pro Audio. Cực kỳ nét luôn. Còn cái phần tay này còn khỏi nói rồi, quá là tuyệt vời, tại vì nó là CNC nguyên khối ra. Toàn là hàng tuyển hàng đẹp hết cho các bác nha. Mic là mic tuyển hết. Rồi sau đây em xin phép là dừng video. Các bác nào có nhu cầu về những bộ mic dây này
để phục vụ karaoke gia đình và thỏa mãn ca hát thì liên hệ cho em Chiến nha. Em Chiến luôn phân phối những sản phẩm karaoke và nghe nhạc chất lượng cao và phục vụ các bác những sản phẩm tốt nhất có thể nha. Giá là đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Bác nào mà lấy 2 cây là 4 triệu 6, một cây 2 triệu 3. Lúc trước các bác thường giá nó cao là lúc là 2 triệu, có lúc tới 2 triệu rưỡi là được đầu em về đó, ít hàng các bác. 2 triệu rưỡi nhưng mà lúc sau các bác lấy thì em tính có 2 triệu 1 à. Thì đâu đó thì tính 2 cây vẫn là 4 triệu 6 nha các bác. Nên là các bác mua trước rồi sau thì nó cũng vậy à. Giờ các bác mua một cây nha, 2 triệu 3 về. Hay các bác nghi ok quá, hát quá ok, các bác mua cây được cũng 2 triệu 3 ở đây. Hai bác này mới gọi xong. Đấy vừa chốt xong, vừa điện á. Có hai bác đó mua một cây rồi các bác à. Biểu gửi thêm cây nữa đấy, mai em gửi cho hai bác. Còn những cái đơn hàng chiều nay thì em gửi cho tất cả các bác rồi. Chiều nay đi tới mười mấy cây lận. Đa số là khách hàng cũ và những khách hàng mới thì cũng có lai ra nha các bác. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.